Bộ Tài chính đang lấy ý kiến để tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có cồn, bia rượu và nước ngọt. Theo đó, cơ quan này đề xuất tăng thuế này theo lộ trình với rượu trên 20 độ lên 100% vào năm 2030. Tương tự, rượu dưới 20 độ chịu thuế 50%, sau đó tăng lên cao nhất là 70%. Bia các loại cũng tăng dần từ 80% lên 100%. Trong kiến nghị gửi Bộ Tài chính vào ngày 1 tháng 7, Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam VBA cho rằng việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia lên mức tuyệt đối sẽ khiến doanh nghiệp trong ngành gặp khó khăn chưa từng có trong lịch sử. Do đó, họ đề xuất lùi thời hạn và giảm mức tăng thuế này. Cụ thể, VBA kiến nghị lùi thời điểm hiệu lực của luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi vào năm 2027 thay vì 2026 như dự kiến của Bộ Tài chính. Về thuế suất với rượu trên 20 độ, Hiệp hội đề nghị tăng từ 75% vào năm 2027, theo lộ trình lên 80% vào năm 2031. Với rượu dưới 20 độ, mức thuế sẽ từ 40% lên tối đa 50%, bia các loại từ 70% lên cao nhất 80%. Hiện tại, mức thuế tiêu thụ đặc biệt với bia là 65%, rượu từ 35 đến 65%, tùy độ cồn dưới hay trên 20 độ. Bộ Tài chính muốn tăng thuế nhằm điều chỉnh giá bán thêm 10% theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Tuy nhiên, VBA cho rằng cơ sở để điều chỉnh thuế đánh giá tác động của cơ quan soạn thảo chỉ tập trung vào mục tiêu tăng giá bán, chưa nhìn nhận ở góc độ ảnh hưởng tới giảm tiêu dùng, ngân sách hay doanh nghiệp. Bàn luận về đề xuất này trên mạng xã hội đã nổ ra nhiều tranh cãi. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Tăng thuế 100%, thậm chí hơn để nhà nước thu được nhiều thuế. Mọi người ít uống rượu bia hơn, dân giàu hơn, ít tai nạn thương tâm hơn, điều đó tốt mà. Đề nghị tăng thuế lên 200%, các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước ngọt sụt giảm lượng hàng bán được, cổ phiếu đi xuống, đó là dấu hiệu đáng mừng của sức khỏe cộng đồng. Dân đã giảm uống rượu bia, con cái được quan tâm hơn, tiền dành cho học hành, gia đình đầm ấm hạnh phúc. Rất mong cơ quan quản lý xây dựng lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt cho thuốc lá, rượu bia lên 200%. Tác hại của rượu bia và thuốc lá là vô cùng lớn, nên tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với những mặt hàng này lên 200%, chứ 100% vẫn còn thấp lắm. Tôi ủng hộ tăng thuế rượu bia thuốc lá nhưng không 100% và mong quý chức năng bỏ đi phí phụ thu vào những ngày lễ Tết. Dù thích bia Bỉ, Đức và uống thường xuyên do có tài xế nhưng tôi vẫn ủng hộ tăng thuế này. Có điều cần cân nhắc tăng 30-50% vì nước họ mà đánh thuế cao hàng hóa từ Việt Nam thì cũng thiệt hại cho các ngành nghề chủ lực ở Việt Nam lắm. Hàng Việt Nam xuất sang các nước này rất nhiều. Em đề nghị tăng nữa, bia rượu ít thôi, tập trung vào làm ăn phát triển kinh tế. Tôi nghĩ 100% vẫn là quá thấp. Thuế thấp chỉ có lợi cho một vài chủ doanh nghiệp bia rượu nhưng lại có hại cho cả xã hội, khiến gia đình tăng gánh nặng cho ngành y tế, tiêu tốn tiền của và thời gian vào những buổi nhậu vô bổ. Nên tập trung nguồn lực hỗ trợ cho ngành nghề sản xuất kinh doanh mới mẻ, hiện đại, loại bỏ dần mấy ngành bia rượu thuốc lá. Tôi ủng hộ việc tăng thuế rượu bia, đây là chính sách ích nước lợi dân. Giá một chai bia ở Việt Nam gần như đang rất rẻ so với các nước trong khu vực. Nhậu nhẹt quá mức có thể mang lại nhiều hệ lụy không tốt cho gia đình, xã hội. Kính thưa quý vị, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh này vừa có ý kiến cơ bản thống nhất chủ trương thông qua ý tưởng quy hoạch dự án dịch vụ giải trí tại khu vực đường Xuân Diệu theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn và Sở Xây dựng. Đây là dự án nhằm phát triển kinh tế đêm ở thành phố Quy Nhơn. Theo đó, dự án có tên là Galina Quy Nhơn Big Park, quy mô đầu tư gồm 2 phần với tổng kinh phí khoảng 300 tỷ đồng. Phần nổi có diện tích khoảng 4.600 m², đầu tư xây dựng nâng cấp khu vực công viên cây xanh kết hợp với loại hình vui chơi giải trí, khu vực mua sắm shop luxury, beer club và trình diễn ánh sáng về đêm. Phần ngầm gồm 2 tầng, tổ hợp các loại hình vui chơi giải trí đêm. Trong đó, tầng 1 rộng khoảng 4.500 m², gồm mô hình pub club và câu lạc bộ đa năng, nhà hàng, rạp chiếu phim, spa. Tầng hầm lửng diện tích khoảng 2.000 m², gồm mô hình khai thác khu spa massage và pub club. Chiều sâu tầng hầm khoảng 6.5 m. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ hoạt động ở khung giờ từ 18 giờ đến 2 giờ hôm sau, trừ các loại hình kinh doanh có điều kiện. Đối với phần nổi dự án, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu không xây công trình kiên cố, mật độ xây dựng thấp, chỉ bố trí một số kiosk sử dụng vật liệu hiện đại phù hợp. Vị trí dự án trước công viên phải đảm bảo nguyên tắc và các chức năng sử dụng mang tính cộng đồng
như là công viên sử dụng chung, không rào chắn, thu phí, không ảnh hưởng đi lại, tiếp cận vui chơi của người dân. Ngay khi có thông tin về chủ trương quy hoạch này, không ít cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng tình và cho rằng đây là việc làm cần thiết để phát triển kinh tế đêm tại Quy Nhơn. Mời quý vị sẽ cùng điểm qua một số bình luận nổi bật. Quy Nhơn gần đây rất phát triển, nội thành quy hoạch đẹp, sạch sẽ. Tuy nhiên, Quy Nhơn cần mở rộng thêm nội thành, tránh tình trạng xả rác bừa bãi trên biển, hạn chế người ăn xin nữa là ok. Thêm vào đó, nhà nước cho phép cảng hàng không Phù Cát xây mới cảng quốc tế. Hoạt động rộng khung thời gian sau 17 giờ nữa chắc chắn sẽ phát triển rất nhanh. Các khu vực biển ở vùng Trung Lương, Cát Tiến, Nhơn Hải, Nhơn Lý rất đẹp. Vừa gần trung tâm Quy Nhơn nên xem xét quy hoạch kinh tế đêm ở các khu vực này để thu hút đầu tư, du lịch và hạn chế nghẽn giao thông ở vùng lõi trung tâm. Khu vực đường Xuân Diệu, Nguyễn Huệ hiện có mật độ khách sạn, mật độ nhà hàng và lưu lượng giao thông rất cao nên giữ nguyên hiện trạng là ổn nhất. Rất hay nhưng cần chú ý đến nắng nóng và mưa lũ cũng như xử lý vệ sinh môi trường vì sát biển. Quy Nhơn đang mở rộng không gian đô thị về mạn phía Bắc. Giáp với Tuy Phước, chứ khu nội thành cũ thì từ lâu đã rất chật chội rồi. Mật độ dân số trong khu nội thành này rất cao. Ngoài ra nên làm một tuyến hầm hoặc một đèo nhỏ xuyên núi, suối, trầu để kết nối nội thành hiện tại với khu Phú Tài, Long Mỹ. Khu này vốn làm công nghiệp từ nhiều chục năm qua nhưng chỉ kết nối trung tâm thành phố bằng tuyến đường đi vòng khá xa. Có đường kết nối trực tiếp thì khu đó sẽ phát triển nhanh hơn, tạo điều kiện cho việc giãn dân. Bình Định đi đúng hướng. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn lớp 10 của 108 trường trung học phổ thông. Đáng chú ý, hàng loạt trường khu vực huyện Cần Giờ, Củ Chi, thành phố Thủ Đức lấy đầu vào từ 10,5 đến 12 điểm. Với điểm xét tuyển tổng 3 môn ngữ văn, ngoại ngữ và toán, điểm ưu tiên nếu có, thí sinh chỉ cần đạt trung bình 3,5 đến 4 điểm mỗi môn là đỗ. Thấp nhất trong số này là Trung học Phổ thông Bình Khánh, An Nghĩa và Cần Thạnh lấy điểm chuẩn là 10,5. Mức này tương đương với năm ngoái. Tiếp theo là trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Văn Linh, Đa Phước, An Nhân Tây, Trung Lập có điểm trúng tuyển từ 11 đến 11,75. Hai trường Long Trường và Long Thới lấy chuẩn 12 trở lên. So với năm ngoái, hầu hết trường giảm từ 0,25 đến 1,25 điểm chuẩn. Đây đều là các trường ngoại thành, vùng ven, số thí sinh đăng ký vào thấp hơn chỉ tiêu tuyển. Thậm chí ở trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Văn Linh, số thí sinh đặt nguyện vọng chưa bằng 50% chỉ tiêu. Ở chiều ngược lại, 11 trường dẫn đầu về điểm chuẩn với mức 22,25 đến 24,25, cao nhất là Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền. Thí sinh phải đạt trên 8 điểm mỗi môn mới đỗ. Nhìn chung, điểm chuẩn lớp 10 ở phần lớn trường giảm so với năm ngoái. Đây là điều đã được nhiều giáo viên dự báo từ trước khi đề thi toán tăng độ khó, độ phân hóa tốt. Nền tảng hướng dẫn du lịch TripAdvisor của Mỹ vừa công bố danh sách những lựa chọn tốt nhất để thử do du khách bình chọn năm 2024. Trong đó, trải nghiệm một ngày khám phá Ninh Bình từ Hà Nội đã giành vị trí thứ 9 trong top 10 trải nghiệm cuốn hút nhất năm 2024. Được biết, danh sách bình chọn gồm 8 triệu trải nghiệm trên toàn thế giới trong vòng 12 tháng. Trải nghiệm khám phá trọn vẹn Ninh Bình từ Hà Nội trong một ngày nhận được hơn 3.600 đánh giá của du khách. Theo thống kê của Sở Du lịch Ninh Bình, địa phương đã đón hơn 6,2 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm 2024. Doanh thu du lịch toàn tỉnh đạt hơn 5.900 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.